Cùng bạn đọc sách xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, với nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, tên tuổi của bà Nguyễn Thị Bình đã trở nên quá đỗi thân quen, gần gũi. Bà Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Châu Sa, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1927 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại Châu Đốc Sa Đéc, Đồng Tháp. Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam. Bà là cháu ngoại nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Thuở nhỏ, Châu Sa theo cha cùng gia đình sống ở Phnom Penh. Bà học trường Lycée Sisowath, trường trung học lớn nhất của Campuchia nên rất thông thạo tiếng Pháp. Năm 1944, khi mới 17 tuổi, bà đã tham gia lãnh đạo phong trào học sinh sinh viên, phong trào phụ nữ và phong trào đấu tranh bảo vệ hòa bình của giới trí thức. Năm 1947, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. 14 năm làm công tác ngoại giao, trong đó có 5 năm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình đã đi thăm nhiều nước trên thế giới, dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng để tuyên truyền, vận động bạn bè quốc tế ủng hộ đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Bà luôn khắc sâu trong tâm khảm lời hiệu triệu của Bác Hồ: thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Trong hoạt động ngoại giao, bằng sự vận động, ứng phó linh hoạt, khôn khéo, bà đã khiến cho bạn bè quốc tế khâm phục, ủng hộ Việt Nam nhiều hơn. Có nhiều câu chuyện đã lưu truyền về tài ngoại giao của bà. 2 giờ chiều ngày 2 tháng 1 năm 1968, bà Nguyễn Thị Bình trong bộ áo dài màu hồng sậm, khoác măng tô xám với chiếc khăn quàng đen điểm hoa, cùng đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam bước xuống sân bay Bourget, nước Pháp, giữa đám đông người chào đón, trong đó có nhiều nhà báo. Bước vào phòng khách danh dự, bà cố gắng nói to, dõng dạc 5 điểm giải pháp của mặt trận. Các nhà báo ngạc nhiên, im lặng, ai cũng muốn đứng gần bà Bình để ghi hình, ghi tiếng tốt hơn. Ông Xuân Thủy cùng bà đi trên đoàn xe phấp phới lá cờ nửa đỏ nửa xanh, có ô tô, mô tô của cảnh sát Pháp dẫn đường. Bà con Việt Kiều và người dân Paris đứng chật hai bên đường sững sờ, xúc động. Tháng 4 năm 1969, bà đến thăm Anh, một nước luôn ủng hộ Mỹ và kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi. Sau buổi đón tiếp long trọng, Madame Bình từ trên đài cao bước xuống, đi diễu hành giữa hai hàng cảnh binh bảo vệ. Giữa quảng trường Trafalgar lớn, dừng người hô vang khẩu hiệu: đoàn kết với Việt Nam, chấm dứt chiến tranh. Chuyến thăm Thụy Điển vào năm 1970 được đích thân Thủ tướng Olof Palme 1927-1986 tiếp cùng Madame Bình dẫn đầu cuộc biểu tình ủng hộ Việt Nam. Nữ nhà văn Sara Lidman 1923-1976 nổi tiếng ở Bắc Âu tiếp và nói: chị Bình ơi, Việt Nam đã có một nền văn hóa dân tộc vô cùng quý giá. Có nhà báo hỏi, có quân đội miền Bắc ở miền Nam không? Bà Bình trả lời, dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược. Nhà báo hỏi, vùng giải phóng ở đâu? Bà Bình dứt khoát, nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom? Giữa năm 1971, truyền hình Pháp tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington. Có 20 nhà báo tham gia, 10 người phần lớn là Mỹ bảo vệ lập trường của Mỹ, 10 người phần lớn là Pháp trung lập. Bà Bình một mình giữa các nhà báo sừng sỏ, dưới ánh đèn sáng chói đã bình tĩnh đối đáp đàng hoàng, mạnh mẽ nhưng hòa nhã, nêu rõ thiện chí muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt chiến tranh. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, trở lại Paris, bà Bình mở ngay cuộc họp báo tuyên bố: chỉ có một nước Việt Nam, chỉ có một dân tộc Việt Nam và chính phủ cách mạng lâm thời là đại diện của nhân dân miền Nam. Hãng AFP mô tả, Madame Bình mặc áo dài truyền thống của Việt Nam bằng lụa vân màu xanh lá cây, trông rất thoải mái. Đôi lúc, Madame Bình nở nụ cười làm khuôn mặt càng rạng rỡ, trả lời các nhà báo rõ ràng, khúc chiết. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, họp phiên chính thức ký kết,
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trung tâm hội nghị Kleber tràn ngập biển người và cờ Việt Nam, cờ mặt trận. Nhiều người tung hô Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Thị Bình, hoan hô Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hoan hô chính phủ cách mạng lâm thời. Sau khi thống nhất đất nước, từ năm 1976 đến năm 1987, bà Nguyễn Thị Bình được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Về việc dạy người, bà luôn nhấn mạnh, giáo dục con người phải phát triển đầy đủ. Con người có tri thức, có văn hóa, đạo đức, có đầu óc khai phóng, sáng tạo mà nhân ái, khoan dung chứ không học vẹt, dập khuôn hay bảo thủ. Năm 1992 đến năm 2002, bà Nguyễn Thị Bình làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2003, bà thành lập Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam và làm chủ tịch của tổ chức này cho đến nay. Ngoài ra, bà còn là chủ tịch danh dự của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước, bà đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành và sự nghiệp cách mạng của bà Nguyễn Thị Bình là tấm gương sáng để tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, học tập, noi theo.